các mày đã ăn chưa chưa? Vừa ăn vừa nghe tao kể tập 27 nhá. Nghe tao tốt với mày, không phải mày thứ là đạo thứ thôi. Nếu mà cảm thấy không an toàn, bố cũng dặn là cứ đừng bao giờ ở nhà một mình riêng mà có ai. Lúc mình làm. Xong đi mấy lần rồi. Về cái quá trình mà chúng nó gian dí với nhau nhé. Mà trước khi kể thì tao phải khẳng định với tụi mày rằng ấy, nó thực sự rất là dài. Tại vì ấy, nó sẽ lật ngược lại tất cả những cái bằng chứng mà bọn tao show ra cho bọn mày từ cái tập 1 đến bây giờ. Ngoài ra ấy, nó sẽ còn thêm cả những cái chi tiết mà chỉ có thằng này và cái con đó biết. Cho nên ấy, thực sự sẽ rất là dài đấy. Thì ngoài ra ấy, cái cuộc họp đấy nó còn để cho thằng chồng con em tao ấy, khai ra toàn bộ cái quá trình mà thằng chồng con em tao hẹn hò với cái con này, gian díu với cái con này và khai ra cái khoảng thời gian sau khi mà chúng nó quyết định dừng lại ấy, chúng nó đã làm những cái gì rồi. Thì vẫn cứ là những thông tin mà chúng ta đã biết. Hôm nay nó bắt đầu tán tỉnh con này từ giữa tháng 12. Nhưng mà tao nói cho mày một chuyện như thế này nhá. Đó là trong cái quá trình mà các thành viên trong tam giác quỷ Tecmora của bọn tao ấy tìm hiểu ấy, thì bọn tao cũng đoán được cái thằng này ấy, nó bắt đầu cái việc tán tỉnh cái con nhỏ này từ giữa tháng 12. Chúng mày thấy bọn tao đỉnh chưa? Tao còn biết exactly là ngày nào luôn á. Tao tiết lộ luôn nhá. 14 tháng 2 năm 2023. Ok chưa? Em bảo mẫu thử chắc xem chị nói có đúng không nhá. Thì nó cũng khai ra nguyên một cái quá trình đó, thì là con này nó không hề muốn trả lời lại thằng này và nó né thằng này rất là nhiều, nhưng mà thằng này luôn luôn tạo ra những cái hoàn cảnh để mà hai đứa nó ở chung với nhau mà không có con em tao. Ví dụ như trong lúc con này ở trong hai đứa bé thì thằng này nó sẽ vốn về từ cái nhà hàng của nó, mà theo như tao xác nhận với cả chồng tao cái khoảng thời gian đấy nhá, thì là cái thằng này nó rất là hay sủi vào lúc cái khung giờ từ khoảng 4 giờ cho đến là 5:30, 6 giờ, nó rất là hay sủi vào cái khung giờ đó với những lý do như là mang cơm về cho hai con ăn, rồi đón hai con lên trên tiệm ăn, hoặc là bất cứ một cái lý do gì, ví dụ như là đi lấy hàng, đi mua đồ supply, hay là tất cả mọi thứ nó đều luôn luôn làm vào cái khung giờ đó. Về cái việc ấy mà đem đồ về cho hai con ấy, tại vì ấy, bảo mẫu sẽ làm luôn cái việc cho con ăn tối, tắm rửa cho hai con, rồi dạy hai con đọc sách, rồi cho hai con chơi một lúc rồi đi ngủ. Cho nên ấy, cái việc chuẩn bị cơm để bảo mẫu cho hai con ăn ấy, bọn ta sẽ luôn luôn phải làm sẵn. Thì trước đó nguyên một cái khoảng thời gian dài bọn ta có bảo mẫu nhá, thì ngày nào bọn ta cũng hầu như là có cơm sẵn từ cái tối hôm trước. Tức là cho dù là bọn ta không có nấu cơm cái ngày hôm đó, nhưng mà ấy, nếu như mà bọn ta biết rằng là ấy, ngày hôm sau bảo mẫu sẽ đón hai con bọn ta ấy, thì thường bọn ta sẽ đều luôn luôn cố gắng ấy, chuẩn bị cơm từ tối hôm trước. Ví dụ như là tối hôm trước bọn ta đi ăn nhà hàng chẳng hạn, và bọn ta không có đồ ăn để chuẩn bị cho bảo mẫu ngày hôm sau cho hai đứa nhỏ ăn ấy, thì chắc chắn bọn tao sẽ lấy một phần ở trên nhà hàng của bọn tao về và bọn tao cất vào tủ lạnh để hôm sau bảo mẫu cho hai con ăn. Còn nếu như bọn tao nấu thì lúc nào bọn tao nấu cũng sẽ dư ra và sau đó đóng riêng vào tủ lạnh. Thì hôm sau cô bảo mẫu đến trông hai con ấy, thì cô bảo mẫu sẽ lấy ra để cho hai con ăn. Và đương nhiên là cái khoảng thời gian từ sau cái ngày 14 tháng 12 năm 2023 đấy thì cái việc chuẩn bị đồ ăn nó dần dần lười đi. Và thay vào đó thì thằng này nó luôn luôn cố gắng mang cái đồ ăn về nhà cho cái người bảo mẫu cho hai con ăn ấy vào cái khung giờ trong cái ngày hôm đó luôn. Tức là thay vì nó chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước nó mang về nhà, thì nó lại để dành đến tận hôm sau nó mới mang về. Đương nhiên là để nó gặp con bảo mẫu nhà tao rồi. Rồi có những lần ấy thằng này nó sẽ phải về đón con của nó, đi lên trên tiệm nó ăn, tại vì có sẽ có những hôm mà con em tao hoặc là bọn tao lười, bọn tao không muốn ăn cơm nhà, thì đương nhiên bọn tao sẽ bảo là bọn tao muốn đi lên nhà hàng của tao ăn hoặc là đi ăn đâu đó, thì đương nhiên là tao sẽ phải sắp xếp một người chạy tạt về nhà cho thật sớm để mà rước hai con đến cái chỗ ăn trước hoặc là rước hai con đến nhà hàng của tao trước. Nhưng mà có những hôm ấy chỉ có một mình con em tao nó đi ăn thôi, còn bản thân tao thì cũng sẽ rất là mệt. Thì có 3 lần như thế này nhá. Thì tại vì con em tao với cả tao ta không có làm chung với nhau, cho nên ý, khi mà mỗi khi ta làm ấy thì ta sẽ phải tạt qua nhà con em tao để mà ta đón con của tao, đúng không? Thì có những lần ấy nó muốn đi ăn thì nó bảo thằng chồng nó về đón hai con đến nhà hàng của nó để ăn, còn tao thì tao không muốn đi. Cho nên là khi mà tao biết rằng là ai mà đón con của tao ấy, thì tao sẽ dặn người đó rằng là đem con tạt qua tiệm cho tao. Sau khi mà tao làm thì tao sẽ không phải đi đón con nữa, mà hai mẹ con bọn tao thì về thẳng nhà luôn. Thì có 3 lần nó đem con tới chỗ làm của tao, tức là 3 lần là sao, 3 lần sau cái ngày 14 tháng 12 ấy, thì 2 lần nhá đều xuất hiện cái con bảo mẫu đấy bước xuống từ cái xe của nó. Là bản thân thằng này ấy, nó muốn thể hiện bằng cách tự nhiên nhất với tao rằng ấy, nó không hề có gì về cái con nhỏ bảo mẫu đấy. Nhưng làm sao qua được con mắt của tao? Bọn mày có thấy rất là hỏi chấm không? Tại sao mày không chở cái con nhỏ này ra metro để mà cho nó về trước, mà mày lại phải chở cái con nhỏ này với cả hai đứa nhỏ lên trên tiệm của tao? Ok, đó là trường hợp nếu như con này nó không đi ăn nhá. Còn trong trường hợp mà con này nó có đi ăn cùng với cả con em tao, nó có muốn đến nhà hàng của tao để mà ăn cùng với cả con em tao bữa tối ấy, thì coi như là ok, không có gì hết.
Nhưng mà cái việc đó nó chỉ lên xuất hiện một lần thôi, hai lần thôi, chứ đừng lên xuất hiện cả ba lần như vậy. Đến lỗi nhá, mà những người làm cùng tao ấy, họ đều nói với tao rằng là: ủa, cô nhớ là em gái con đâu có phải là cái người kia đâu đúng không? Thì xong tao mới kêu là đó là con bảo mẫu nhà con. Thì các cô về tức cô nói với tao rằng là: ui, sao lại để chồng đi với cả cái con bảo mẫu như thế? Xong rồi thực ra cái này bản thân tao lúc đấy tao còn cố gắng nói với cả mọi người rằng là: ui, không có gì đâu, các cô đừng có lo quá. Nhưng mà thực ra trong lòng tao cũng thấy hơi khó chịu đấy. Nói chung là chúng nó vẫn tạo ra vô cùng nhiều các cái hoàn cảnh mà chúng nó ở riêng với nhau. Và cái ảnh mà cái con này ấy, nó up cái ảnh là cầm tay con trai của con em tao ấy, cũng chính là cái ảnh mà nó chụp được ở trên cái xe ô tô luôn đấy. Thì bọn mày lúc này đã thấy tao nói đúng chưa? Đương nhiên ý, nó sẽ rất là muốn đăng những cái ảnh gì liên quan đến cái thằng bồ của nó vào những cái ngày mà chúng nó được ở riêng với nhau. Ok chưa? Mà cái hoàn cảnh đó còn có con trai của anh ấy nữa thì bức ảnh thì thật là xứng đáng để mà lưu lại đúng không? Là xứng đáng để mà trở thành memory và post lên trên các mạng xã hội đúng không? Quá là đúng luôn. Và thằng này nó cũng khai tiết rằng là con này á, sau một thời gian mà thằng này theo đuổi kiên trì và nhẫn nại ấy, thì con này nó cuối cùng nó cũng đồng ý rep tin nhắn của cái thằng này. Và nó thấy thằng này chân thành quá cho nên là nó đã đồng ý thằng này đi uống trà sữa lần đầu tiên. Điều này thì không hề thấy ở trong cái tờ đàm phán nhé. Thì sau cái buổi đi uống trà sữa lần đầu tiên đấy thì thằng này và con này chính thức yêu nhau vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Tình yêu đôi lứa bên cạnh tình vợ chồng. Sau đó là vào cái ngày 15 tháng 2 thì thằng này nó tặng cho con này cái món quà Valentine đầu tiên, chính là chiếc vòng tay đấy. Gặp mặt đầu tiên của tụi nó diễn ra tại nhà của con em tao. Là cái ngày 19 tháng 2. Mới hẹn hò lần đầu tiên đã bị phát hiện rồi. Đương nhiên là cái ngày đấy cũng chính là cái ngày mà cô ấy chạy trốn từ cái cửa sau đấy. Và nhân đây ta cũng làm rõ một chi tiết luôn, đó là cái điện thoại mà nó làm rơi ấy. Thì ta còn phân thế này nhá, cái điện thoại đấy nó đúng rơi ở phía sau nhà con em nhà tao. Và cái vị trí nó rơi ấy, nó rơi ở ngoài đường, nhưng mà nó rơi ở ngay cạnh cái cổng sân ở đằng sau của con em nhà tao. Cho nên ấy, cái vị trí mà nó nhặt cái điện thoại đấy lại ấy, hoàn toàn không xuất hiện trên camera. Thì nó có nhắn tin với cả chồng của con em tao, cấm chồng của con em tao được ngủ với cả con em tao, bởi vì nó không thể chịu được. Nó muốn chồng con em tao ấy không được chụp ảnh và đăng lên nhiều nữa. Tại vì ấy, nếu như mà bọn mày có quen biết con em tao ấy thì bọn mày thấy chuyến du lịch cái con em tao nó đăng rất là nhiều ảnh. Mình hạnh phúc, vợ chồng con cái sum vầy, hàng mọi người đều vui vẻ và ấm áp. Cho nên là con bảo mẫu nhà tao nó ghen. Nhưng mà chàng chồng của con em tao ấy thực sự là nó quên mất cái vụ đôi giày. Đôi giày á đù mà em bảo mẫu đã để quên tại nhà của bọn tao. Thì sau khi mà hạ cánh và trên đường trở về nhà ấy, thì con em tao nó mới nói với cả thằng chồng của nó một câu như thế này: nếu như mà bây giờ chúng nó về đến nhà mà phát hiện thấy cái đôi giày á đồ này nó đã bị biến mất ý, là biết ai lấy rồi đấy, em nói cho anh biết trước là như vậy. Thế nên là nó không nói cái việc này với thằng chồng của nó trước cái ngày chúng nó đi du lịch rồi. Tại vì nếu như mà nó nói cho thằng này biết trước cái ngày chúng nó đi du lịch ý, thì thằng này chắc chắn nó sẽ nhắc cái con nhỏ bảo mẫu là không được lấy cái đôi giày đấy về đúng không. Nhưng mà thằng này nó không được thông minh như thế, cho nên con em tao nó nhắm vào cái điểm yếu đấy, đến tận cái lúc gần về đến nhà nó mới nói. Và như một kết quả đấy, đôi giày này biến mất. Và thằng này nó khẳng định nhá là cái con nhỏ này nó lấy vào cái ngày thứ tư, chính là cái ngày đầu tiên mà nó đón con gái tao về nhà con em tao và được lộng hành ở đó. Cho nên ý, nó cũng kiếm được phone cái ngày hôm đó và nó cũng lấy lại đôi giày của nó cái ngày hôm đó. Đó là lý do mà nó xách hai cái túi. Chồng của con em tao nó cũng thừa nhận là nó quên, không có nói với cái con này là hãy để cái đôi croc lại hoặc là giữ lấy cũng được, nhưng mà con này nó lại lấy đôi giày của nó lại nhưng mà nó lại không trả đôi croc. Em hơi bị coi thường người khác rồi đấy. Và ok, chị hiểu nhầm, có thể em không hề coi thường bọn tao mà em thực sự muốn bọn tao biết rằng là cái tình yêu của em ý với cả thằng chồng của em tao đã đến cái giai đoạn đó rồi. Như là các chị hãy nhanh phát hiện ra em đi. Thằng chồng của em tao cũng thừa nhận cái ngày thứ tư sau khi mà nó đi du lịch về là nó có lên đón con này để đi học, cho nên nó mới lấy hàng một cách rất là vội vã như thế. Và nó cũng có mua cho con này một cốc trà sữa để mà đền bù cho con này, bởi nguyên một cái tuần mà thằng này đi du lịch thì con này đương nhiên là nó rất là dỗi rồi. Anh ở với vợ của anh, em không được làm cạnh anh, em dỗi lắm đấy, đền cho người ta trà sữa đi, cứ chịu đâu ấy. Cũng thừa nhận với cả đại gia đình nhà nó rằng ấy, nó không nên nói dối vợ nó. Cũng thừa nhận một việc đó là tất cả mọi thứ mà nó làm ấy, vợ nó nói hoàn toàn chuẩn xác. Nó bảo mỗi lúc mà vợ nó bắt thóp nói là tim đập thình thịch thình thịch cả, hai cái quả đấy của nó cứ gọi là như này này. Cho nên ý, nó mới hấp tấp mà nói dối vợ nó. À, khi nó đã hấp tấp mà nói dối thì nó nói rằng là nó không quay đầu được, với cả cái lòng tự cao của nó cao quá, cho nên ý, nó cứ tiếp tục nói dối vợ nó hoài. Thật là như nghe một câu chuyện hài. Và thằng này nó cũng thừa nhận với cả mọi người một việc như thế này, đó là cái ngày thứ 6 ấy, khi mà bọn tao đưa cái con nhỏ này ra Minh Châu mà nói chuyện ấy, thì con này nó có đeo tai nghe nói chuyện với cả thằng chồng của em tao một đoạn đầu, sau đó thằng đấy nó cúp máy. Tại vì nó nghe thấy bọn tao nói tất cả các cái dẫn chứng đúng quá, rồi còn có bằng chứng là có cam nữa, đến tận quán trà sữa để hỏi thông tin nữa, sau đó còn bảo với con bảo mẫu là đưa điện thoại để check cái app RL. Thằng nó lúc này nó đang nghe điện thoại, con này nó cúp luôn. Bởi vì nếu như mà con này nó chỉ cần lộ cái điện thoại ra thôi là thằng này nó đi luôn. Và trước khi nó cúp máy thì nó cũng nhắc là con này là không được sâu điện thoại ra, bằng sống mà chết cũng không sâu. Và em gái ngây thơ đã nghe theo những lời mà anh ấy nhắc. Bởi vì chị cũng nói với cả em bảo mẫu như thế này này, tất cả mọi thứ mà nó làm lúc đó ấy, không phải để bảo vệ em, mà là để bảo vệ bản thân nó, hiểu chưa? Nó cũng thừa nhận cái buổi tối thứ 6 ngày hôm đó là nó không phải đi uống bia, mà nó tới cái chỗ của con này để mà hai đứa nó nói chuyện với nhau xem là lên tiếp tục hay là dừng lại. Tại vì chúng nó thấy có vẻ là không ổn lắm rồi. Thì cái cuộc nói chuyện này nó chỉ diễn ra khoảng 30 phút một tiếng thôi. Và con nhỏ này này, nó chọn tiếp tục bọn mày ạ. Nó không chọn buông tay nha. Còn cái thằng này nó đến đấy ngày hôm đó, nó nói con này là cho con này lựa chọn. Con này lựa chọn tiếp tục thì sẽ tiếp tục, mà lựa chọn dừng lại thì sẽ dừng lại. Mày không để cho vợ con mày chọn, hoặc là bản thân mày chọn, mà mày lại để cho con trà xanh nó chọn. Mày có thấy bất hợp lý không? Sau khi mà nó kể đến đó nhá, chúng tao nói với bọn mày luôn. Cả nhà tổng tấn công. Nó nói với bọn mày cả nhà nói cho nó từ giải ngân hà này tới giải ngân hà khác, từ thế giới thực đi vào thế giới ảo luôn. 30 tuổi mà mất trí. Trong cái quá trình mà tao kể về những cái lời khai của thằng này, về cái quá trình yêu đương của chúng nó ấy, thì những cái chi tiết nào mà đúng rồi thì có thể là tao sẽ lược qua, và tao sẽ chỉ giải thích những cái chi tiết mà nó sai chẳng hạn, hoặc là những chi tiết mà chỉ có thằng này và cái con này nó biết thôi nhá. Nó kể rằng là vào cái ngày thứ 7 khi mà con em tao nó chuyển sang nhà của tao ấy, thì nó có nói chuyện với cả chồng của tao, thì bản thân nó lúc đấy nó thực sự là nó cũng đã có một cái cảm giác rằng là cả nhà tao đã biết mọi chuyện rồi, có bằng chứng, có cam, nhưng bản thân nó ấy, từ lòng tự trọng của nó quá cao cho nên ấy, nó không thể mở mồm thừa nhận rằng là nó đã nói dối. Nó thừa nhận trong nguyên một cái tuần đó, nguyên một cái tuần sau khi mà con em tao nó chuyển sang nhà của tao ấy, thì thằng này ấy, hầu hết thì nó đều ở bên nhà cái con này. Và có 3 lần nó đến nhà của những người bạn khác. Hầu hết là nó đều đi làm về, tắm rửa và sau đó chờ đến nửa đêm thì mới bắt đầu đến nhà con này. Một phần là nó sợ bọn tao theo dõi, một phần là nó sợ cái bắt kích ở cùng nhà cái con này ấy có thể biết được cái mối quan hệ của chúng nó.